Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì đầu tiên xin gửi lời chúc quý vị và tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và bình an nhé. Như chúng ta đã biết thì năm học mới 2021-2022, tất cả các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 đều phải học online. Thì đây là một cái khó khăn đến tất cả các bậc phụ huynh, đúng không tất cả các bạn? Nhiều gia đình có điều kiện thì có thể là có một laptop, có điều kiện hơn nữa thì có hai laptop, nhưng ví dụ như gia đình đó có ba người con, có ba người con đang cần phải học online thì như thế nào, và những cái gia đình mà không có laptop thì như thế nào, đúng không tất cả các bạn? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để khắc phục trong cái tình trạng khó khăn học online như hiện nay. Ví dụ gia đình có ba đứa con và chỉ có hai cái laptop, tức là khá giả lắm rồi thì mới có hai laptop ở nhà, hai đứa học thì một đứa sẽ học điện thoại. Trong khi đó tivi thì mỗi phòng mỗi cái, thì và điện thoại thì ai cũng có rồi, đúng không quý vị? Thì đây thì mình sẽ chia sẻ cái cách này để cho tất cả quý vị từ khó khăn đến khá giả có thể thực hiện được cho con học online hiện nay nha quý vị. Thì đến với video này, mình sẽ tổng hợp tất cả cách kết nối từ Android và iPhone đến TV Android TV hoặc là Smart TV. Thì đầu tiên mình sẽ đi lần lượt từng cái nha quý vị. Rồi, trước tiên mình sẽ kết nối điện thoại từ Android đến TV nha các bạn. Thì để kết nối được điện thoại Android đến TV Smart TV hoặc là Android TV thì trước tiên chúng ta phải thực hiện TV và điện thoại cùng một hệ thống Wi-Fi ha, tức là một Wi-Fi, TV bắt Wi-Fi nào thì điện thoại bắt Wi-Fi đó nha quý vị. Thì để mình kiểm tra giữa điện thoại và TV nó có kết nối cùng một mạng hệ thống mạng Wi-Fi hay không thì chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Trên thiết bị điện thoại thì chúng ta có thể vào mình vuốt từ trên xuống dưới và mình sẽ thấy được cái Wi-Fi mình đang kết nối này quý vị ha. Rồi, đối với TV chúng ta sẽ vào trong chỗ setting trên TV đây các bạn ha, vào trong setting TV chỗ cài đặt đó các bạn. Đó, ta chọn, ta bấm vào và ta chọn thiết bị mạng và internet nha các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái Wi-Fi đây các bạn. Đây các bạn sẽ thấy cái cùng một cái tên Wi-Fi này ha, Free Wi-Fi 3 đúng không các bạn? Đó, chúng ta sẽ thấy cùng một cái Wi-Fi. Rồi, thì đây là bước thứ nhất để kết hợp được TV với điện thoại nha các bạn. Rồi, bây giờ qua bước thứ hai ha, qua bước thứ hai thì ở cái bước thứ hai này nó có nhiều cách kết nối trên thiết bị Android nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho ba cách kết nối từ thiết bị di động lên Smart TV. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt nha các bạn. Đây, chúng ta vào phần cài đặt. Chúng ta chọn kết nối và chia sẻ. Hiển thị không dây. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được những cái thiết bị cùng kết nối với mạng Wi-Fi chung một mạng Wi-Fi chúng ta ha. Thì nếu như các bạn có nhiều TV thì các bạn phải đặt tên và kiểm tra đúng cái TV mà chúng ta cần kết nối để kết nối thành công nha các bạn. Đây, mình chọn cái TV của mình đó và mình sẽ bấm bắt đầu bây giờ này các bạn. Rồi, các bạn sẽ thấy nó kết nối lên TV đó các bạn. Đó, thế này là đã kết nối thành công. Rồi, đây là một cách thứ nhất nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thứ hai. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách kết nối thứ hai ha. Thì không phải điện thoại Android nào cũng có cái phần mà kết nối và chia sẻ như thế này nha các bạn. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ hai. Thì cách thứ hai, trước tiên chúng ta sẽ vào trên TV. Vào trên TV, ta chọn cái ngõ vào này các bạn ha. Phía bên này là nút nguồn ha, phía này là ngõ vào, ta chọn phần ngõ vào các bạn. Thì trên TV sẽ mình tìm đến cái phần mà chia sẻ màn hình này các bạn ha, mình chọn cái chia sẻ màn hình. Thì lúc này trên màn hình TV sẽ hiển thị ra một cái giao diện như các bạn đang thấy đó các bạn. Thì mỗi TV nó sẽ có mỗi cái giao diện khác nhau nha các bạn, tùy dòng Smart TV hay là Android TV thì nó sẽ hiển thị khác nhau. Rồi, quay ngược về cái điện thoại ha, trong cách thứ hai đây, bên điện thoại đây các bạn, mình vuốt từ trên xuống dưới ha, mình chọn cái phần chiếu này các bạn ha. Đối với những cái điện thoại Samsung á, chúng ta sẽ tìm cái chỗ mà Smart View này các bạn.
Đây, mình vô Smart View đây các bạn. Thì lúc này nó sẽ hiển thị ra những cái TV, nó hiển thị ra những cái TV mà chúng ta cần kết nối chung một cái mạng Wi-Fi này các bạn, và chúng ta cần chia sẻ. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái phần chiếu này nha các bạn. Mình bấm vào phần chiếu đây. Và nó sẽ dò tìm những cái TV cùng kết nối với mạng Wi-Fi. Và trong cái trường hợp này là các bạn phải chọn cái ngó vào trước trên TV nha các bạn. Mình chọn ngó vào trước TV và mình chọn cái TV mình cần kết nối đây các bạn. Rồi, các bạn sẽ thấy nó kết nối lên TV đó các bạn, Redmi Note 7 đó các bạn. Thì lúc này giữa điện thoại và TV nó có một cái màn hình khác nhau và chúng ta có thể học online lên nha các bạn ha. Thì chúng ta phải học online trên này đó. Chúng ta có thể là nghiêng mở Google Meet hoặc là Zoom ra, Google Meet hoặc Zoom, và chúng ta học full màn hình nha các bạn. Đây. Rồi, đây là cách thứ hai nha các bạn. Trong cái lúc này thì mình muốn tắt thì sẽ như thế nào nha các bạn. Mình kéo từ trên xuống dưới thì nó sẽ có cái chỗ thông báo này. Chúng ta sẽ bấm vô và chúng ta chọn là dừng chiếu này các bạn. Mình chọn dừng chiếu. Thì lúc này nó sẽ trả TV về cái hiện trạng ban đầu nha các bạn. Nó trả TV về hiện trạng ban đầu trước khi kết nối. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ ba. Cách thứ ba kết nối từ điện thoại Android qua TV ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách thứ ba. Thì đa số các điện thoại Android mới đều có hai cái cách trên. Thì mà một số gia đình không có điện thoại mới, có những cái điện thoại cũ nó không có hai cách như trên, thì chúng ta phải làm sao? Đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách thứ ba như thế này. Chúng ta sẽ vào CH Play nha các bạn. Chúng ta vào CH Play. Chúng ta chọn gõ cái tải một cái ứng dụng có tên là Kato đây các bạn. Đây, chúng ta chọn cái ứng dụng Kato và chúng ta cài đặt. Thì cái cách này mình dành cho tất cả các điện thoại mới cũ luôn. Những điện thoại nào có mình cài vẫn được. Ví dụ như điện thoại mình đang hướng dẫn cho các bạn đây, nó đã có hai cái cách trên rồi, nhưng mà mình cài cái ứng dụng này vô vẫn được. Và những cái điện thoại nào không có hai cách trên thì mình vẫn có thể cài cái ứng dụng này vô nha các bạn. Đây, mình đã cài xong, mình mở lên nè các bạn. Thì cái ứng dụng này nó miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên nó có vài cái quảng cáo rất là vướng mắc nha các bạn. Các bạn chịu khó bỏ qua. Rồi đây các bạn, khi mà mở ứng dụng xong lên rồi đây các bạn, ta chọn đây các bạn. Đây, cái này nó quảng cáo nè các bạn, mình tắt mình bỏ đi. Đây, mình sẽ chọn cái TV ha, mình chọn cái TV hiển thị không dây nè các bạn. Cái TV hiển thị không dây mình của phòng mình đây nha các bạn. Rồi mình sẽ chọn cái TV đó. Nó đang kết nối nè các bạn. Đó, các bạn thấy trên màn hình điện thoại chưa? Đó, trên màn hình TV đó. Thì cái lúc này giữa điện thoại và TV nó sẽ cùng một cái màn hình. Các bạn có thể vào Zoom học online nha. Đây, chúng ta có thể vào Zoom, Zoom hoặc là Google Meet gì đó. Tùy ý các bạn ha. Chúng ta có thể tùy ý các bạn. Mình lúc này mình đăng nhập rồi thì nó mới hiển thị lớn cái màn hình ra nha các bạn. Đây. Đó, chúng ta có thể lật màn hình như thế này để chúng ta học Zoom hay Google Meet. Đó, thì đây là mình ba cách mình hướng dẫn cho tất cả các bạn kết nối từ điện thoại Android qua TV. Đối với cách này để thoát kết nối như thế nào ha, thì đối với cách này chúng ta cũng ấn vô cái phần mềm này nè các bạn ha. Chúng ta vẫn vô cái phần mềm đây. Lúc nãy mình kết nối thế nào thì bây giờ mình sẽ thoát ra thế đó nha các bạn. Này các bạn, mình sẽ vào cái chỗ phần mềm đó và mình chọn ngắt kết nối nè các bạn ha. Mình chọn ngắt kết nối đi. Thì lúc này nó sẽ trả cái TV về cái hiện trạng trước khi kết nối nha các bạn. Và chúng ta có thể xài điện thoại bình thường ha. Sau khi buổi học chúng ta chọn ngắt kết nối đi. Rồi thì nãy giờ mình có hướng dẫn ba cách kết nối từ thiết bị Android đến Smart TV hoặc là Android TV. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách kết nối từ điện thoại iPhone nha các bạn ha. Mình sẽ chọn cách kết nối từ điện thoại iPhone qua bên Smart TV ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách kết nối từ thiết bị iPhone qua TV, Smart TV hoặc Android TV nha các bạn. Để kết nối từ iPhone đến Smart TV thì chúng ta sẽ qua hai bước sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ kết nối cùng một cái mạng Wi-Fi từ
TV kết nối Wi-Fi nào thì thiết bị di động cũng phải kết nối Wi-Fi đó ha, và ngược lại hai cái phải kết nối cùng một mạng nha các bạn. Bây giờ chuyển qua bước thứ hai. Rồi, bây giờ chuyển qua bước thứ hai thì chúng ta sẽ vào App Store này các bạn. Chúng ta sẽ vào App Store này các bạn và chúng ta tìm một cái ứng dụng, mình cài đặt cái ứng dụng đây. Thì trên thiết bị này mình đã cài sẵn ứng dụng này rồi để không mất thời gian của quý vị và các bạn nha các bạn. Đây, trên thiết bị di động mình đã cài ứng dụng Screen Mirror này các bạn. Thì các bạn vào App Store chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng Screen Mirror này, mình cài vào thiết bị iPhone nha các bạn. Trên cái ứng dụng Screen Mirror này mình chọn vào đây nha các bạn. Mình chọn vào đây ha, và mình bấm phía trên cùng này nè các bạn, thì nó sẽ hiển thị ra cái TV nó cùng hệ thống mạng này nha các bạn. Và mình chọn mình kết nối lại TV này nha các bạn. Đây, mình chọn mình kết nối cái TV này trước ha, khi nào nó connected rồi. Đây, nó đã connected rồi nè các bạn. Thì lúc này trên cái điện thoại này các bạn nhìn trên cái TV nè, Screen Mirror và Smart TV Cat nè các bạn. Thì trên thiết bị này mình sẽ nhấn vào cái nút đỏ này để bắt đầu phản chiếu nè các bạn. Bắt đầu truyền phát luôn nha các bạn ha. Nó hiển thị đây, mình bắt đầu truyền phát luôn. Mình bấm truyền phát lên thì nó đếm từ 3 2 1 nè các bạn. Đó. Thì lúc này nó sẽ hiển thị trên điện thoại nó hiển thị cái gì và thì trên cái TV nó hiển thị cái đó. Đây là cách thứ nhất kết nối từ điện thoại iPhone qua thiết bị TV nha các bạn. Cũng như mình vô đây mình học Zoom này các bạn ha. Chúng ta sẽ vào đây mình mở Zoom ra mình học một cách bình thường nha các bạn ha. Mình lật cái điện thoại ra bên đây mình để mình học bình thường. Đó. Thì trong sau khi học xong thì mình ngắt kết nối như thế nào thì chúng ta phải vào đây luôn các bạn ha. Mình vào trực tiếp trên cái phần mềm nãy rồi các bạn. Mình bấm vô đây này, Stop Mirror này các bạn. Mình bấm vô đây, Stop Mirror là hiện dừng truyền phát nha các bạn ha. Mình dừng truyền phát đó. Thì lúc này nó sẽ trả cái TV lại như ban đầu cho các bạn trước khi kết nối nha các bạn. Với những cái thiết bị mà điện thoại á, mình cài được cái ứng dụng trên máy á, thì mình có thể làm bằng cách này ha. Thì đối với những cái thiết bị mà không thể, những cái điện thoại của bạn bị lóc hoặc là mất cloud đi, các bạn không cài được thì sẽ như thế nào? Mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách thứ hai nha các bạn. Cách thứ hai này mình có thể xài trên tất cả các điện thoại có thể là có cloud hoặc là không có cloud ha. Thì cách thứ nhất á, nó phù hợp với những cái TV là Smart TV không có cài được phần mềm nha các bạn. Còn cái cách thứ hai này á thì có thể xài được tất cả trên cái điện thoại, nhưng mà đối với Android TV thôi, mình sẽ cài ứng dụng lên thiết bị TV ha. Rồi, bắt đầu cách thứ hai thì chúng ta sẽ vào CH Play trên TV nha các bạn. Google Play trên TV này các bạn ha. Mình vô CH Play hoặc là Google Play trên TV đây các bạn. Chúng ta sẽ cài một cái ứng dụng là AirStream nha các bạn. Đây các bạn, chúng ta sẽ tìm cài cái ứng dụng AirStream trên TV này các bạn ha. Cái ứng dụng đây, AirStream trên TV. Nếu có TV nào mà chưa có thì mình phải cài nha các bạn. Thì để mà cài được cái này á thì TV là phải là TV Android TV, chứ Smart TV mình không có cài ứng dụng được nha các bạn. Và chúng ta sẽ nhập cái tài khoản Gmail vào cái TV này. Mình sẽ nhập cái tài khoản Gmail vào TV này để mình cài được cái ứng dụng ha. Thì mình sẽ chọn AirStream đây, mình bấm mình cài đặt vào TV này các bạn. Rồi đây các bạn, mình đã cài xong, bây giờ mình sẽ mở nó lên nha các bạn. Rồi, mình đã cài xong và mình mở nó lên rồi đó các bạn. Rồi thì sau khi mình cài cái ứng dụng trên TV rồi thì mình sẽ qua bước thứ hai nha các bạn. Này các bạn, thì bước thứ hai trên điện thoại iPhone đây. Mình sẽ vuốt từ dưới lên ha, mình vuốt từ dưới lên nha các bạn. Mình vuốt từ dưới lên thì mình sẽ thấy có một cái chỗ là phản chiếu màn hình này các bạn. Phản chiếu màn hình đây, mình sẽ chọn vào cái chỗ phản chiếu màn hình này các bạn. Thì lúc này nó sẽ dò những cái TV nào mà nằm chung một cái mạng Wi-Fi với cái điện thoại nha các bạn. Cho nên mình chỉ cho các bạn là phải qua bước thứ nhất là kết nối điện thoại và TV cùng một mạng Wi-Fi nha các bạn. Thì lúc này nó sẽ dò tìm nè các bạn. Này, mình phải mở lên cái TV này các bạn ha, mình phải mở cái ứng dụng AirStream lên TV, nó hiển thị như thế đó nha các bạn. Các bạn mở phải nó phải chạy được cái đó thì trên cái điện thoại
Đây, nó mới phát hiện được nè các bạn. À, trên cái iPhone nó mới phát hiện được cái tivi của mình nha các bạn. Đây, chúng ta chọn, chúng ta chọn nó. Chúng ta coi cái tên này nè, cái tên này với cái trên tivi nó phải trùng nhau. Đó. Rồi, nó bắt đầu nó phản chiếu rồi các bạn. Rồi đây các bạn, nó đã kết nối được rồi nè các bạn ha. Nó đã kết nối được rồi thì chúng ta sẽ vào bên trong này. Đây, nó kết nối được rồi nè các bạn, thì chúng ta sẽ mở Google Meet hoặc là Zoom lên mình học online nha các bạn. Rồi xin chúc tất cả các bạn và cùng quý phụ huynh chúng ta kết nối được thành công để cho con em mình học rồi một cách thuận lợi nha các bạn. Thì nếu các bạn trong quá trình kết nối có vấn đề gì, chúng ta hãy comment ở dưới để cho mình sẽ hướng dẫn thêm chi tiết hơn nha các bạn. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc tất cả các bạn sức khỏe, bình an và học tập thật là tốt. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nếu các bạn thấy hay hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho nhiều người nha các bạn. Bởi vì có rất là nhiều người khó khăn cũng như những người không có laptop để cho con em mình học, thì điện thoại và TV là một cái giải pháp hữu hiệu nhất trong cái lúc này. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Bye bye các bạn.